chiều 20 tháng 10, chị Đỗ Thúy Nguyện 27 tuổi, ở làng Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, trong lúc đang làm nhân viên phụ xe buýt tuyến 103 bờ Mỹ Đình Chùa Hương thuộc xí nghiệp buýt Cầu Bưng đã bị nhóm thanh niên xăm trổ hành dữ gây yêu đương tích. Sau đó, chị được gia đình đưa tới bệnh viện đa khoa Ứng Hòa để điều trị. Sáng 21 tháng 10, khi phóng viên có mặt tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa Ứng Hòa, chị Nguyện vẫn chưa hết buồn bã về sự việc thế hệ xảy ra với phiên bản thân. Kể lại thời điểm bị nhóm thanh niên hành dữ, chị Nguyện hải hải nói, vào trưa 20 tháng 10, khi xe buýt đến khu vực cầu Xà Kiều huyện Ứng Hòa, thì có một thanh niên hán đem giấy xe. Sau đó, ba thanh niên khác cùng lao lên xe. Một trong số những thanh niên hành dữ chị Nguyện chiều 20 tháng 10. Trong quá trình trên xe, bốn thanh niên này liên tục nói bậy, nói chuyện to tiếng khiến hành khách giận dữ nhưng chị không dám nhắc nhở. Thế nhưng, nhóm này tiếp tục kiếm cớ gây sự với tài xế biết thậm chí còn định đánh cả tài xế. Lúc này, chị Nguyện ra nhắc nhở nhóm trên trật tự vì xe còn nhiều hành khách thì bị chúng dấn thân hành dữ. Tôi vừa nhắc nhở chấm dứt thì có một người liền lao đánh. Quá bất ngờ, tôi liền giơ tay chống đỡ thì 2-3 thanh niên khác xông vào đánh hội đồng. Chị Nguyện hải hải kể. Sau khi đánh chấm dứt, có một trong bốn đối tượng dứt lại cho chị Nguyện 1 triệu bảo nắm lấy tiền mua thuốc nhưng chị không nắm. Nghe chúng nói vậy, tôi nói cảm ơn nhưng không nắm. Sau họ quát tài xế bảo nắm tiền mua thuốc cho tôi rồi tất cả chúng xuống xe. Chị Nguyện nói. Sau khi bị đánh, chị Nguyện được tài xế chở đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn yêu đương dùng mặt và vụ việc khiến tinh thần chị bị hải loạn. Chị Nguyện chia sẻ, chị rất yêu công việc phụ xe buýt và đến nay đã làm công việc này được 6 năm nhưng chưa bao giờ làm gì có lỗi với khách. Tôi chỉ làm đúng công việc của mình, chỉ nhắc nhở khách đúng với những gì nội quy đề ra. Từ trước tới nay tôi chưa không bao giờ làm gì để thù hằn với một ai và chưa từng gặp nhóm người này. Chiều qua tôi đau đầu không ngẩng mặt được, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, đau phần ngực. Chị Nguyện chia sẻ. Chị tâm sự, phiên bản thân bị đánh vào đúng ngày 20 tháng 10, ngày cả nước tôn vinh phái yếu khiến chị cảm thấy rất tổn yêu đương. Chị mong muốn ban lãnh đạo xí nghiệp xe buýt Cầu Bưng phối hợp với công an tìm ra những thành phần đã đánh chị làm ảnh hưởng.